Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn PH. Và cũng rất là lâu rồi thì hôm nay Sơn mới có một cái video và mình quay trực tiếp lại như vậy. Thì gần đây các bạn có khỏe chưa ạ? Hôm nay thì cũng bắt đầu là kết thúc cái tháng 2 rồi và chúng ta chuyển qua tháng thứ 3 của năm 2020. Thì trong cái video ngày hôm nay thì Sơn cũng muốn chia sẻ cho các bạn về cái chặng đường mà Sơn đã bắt đầu với cả MMO, Make Money Online hay là Affiliate Marketing, trong những cái gì mà Sơn đang chia sẻ cho các bạn thời gian gần đây á. Thì vào cái thời điểm mà cách đây khoảng 4 năm trở lại đây, thì lúc đó mình cũng giống như các bạn, cũng là một người newbie mới vào nghề và không có biết gì về kiếm tiền online trên mạng hết. Nhưng với cái khao khát của Sơn á, thì Sơn nghĩ rằng thì bây giờ là mình có thể nào đó mà mình ngồi tại nhà và mình tận dụng cái thời gian nhàn rỗi của mình để mình có thể tạo được cái thu nhập cho mình hay không. Thì với cái câu hỏi như vậy là mình cứ tìm kiếm ở trên mạng xem có những cái hình thức nào là về kiếm tiền online. Và mình cũng bắt đầu với một vài những hình thức. Đầu tiên đó là mình làm về YouTube đó. Thì mình trở thành một người làm YouTuber. Sau đó thì mình quay lại những cái video mình giới thiệu về bản thân, mình chia sẻ về marketing online, mình chia sẻ về bán hàng trên Facebook đó, về những cái cách thức để làm sao đó để mình có thể phát triển được công việc kinh doanh của mình ở trên Internet. Và dần dần thì lúc đó mình mới biết được rằng có hình thức về Affiliate Marketing. Và cái hình thức này thì nó được du nhập từ trên thế giới về Việt Nam. Cái thời điểm lúc đó thì mình bắt đầu mình đưa ra những cái video để mình tìm kiếm ở trên mạng thì rất là ít người chia sẻ, thậm chí là không có luôn các bạn. Và mình phải lên trên nước ngoài và mình tìm bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Sau đó thì mình dịch ra tiếng Việt và mình tìm hiểu rất là nhiều. Mình tin chắc rằng với cái thời điểm ngày hôm nay thì các bạn đang được tận dụng cái thông tin rất là tuyệt vời rồi. Bởi lúc đó mình làm thì không có ai chia sẻ và dẫn lối cho mình đi hết các bạn. Và mình cần phải kiểm chứng lại những cái đó xem nó có xác thực hay không. Bởi có một số hình thức kiếm tiền thì nó phù hợp ở nước ngoài thôi, nhưng ở Việt Nam thì lại không được. Hoặc là tại Việt Nam thì lại không được phép kiếm được tiền thông qua cái dự án đấy. Nên ngày hôm nay thì mình đã làm cái video chia sẻ lại cho các bạn là rằng là Make Money Online hay là Affiliate Marketing nó khó hay là nó dễ, không? Và để đạt được giống như Sơn ngày hôm nay thì nó sẽ phải trải qua cái hành trình như thế nào. Thì Sơn đã trả lời cho các bạn một cái điều đó là thực sự không có một cái sự thành công nào mà nó có được ngày 1, ngày 2, hay là các bạn làm 1 tháng, 2 tháng mà các bạn ra được cái kết quả lớn hết. Rất là khó các bạn. Vào cái thời điểm mà Sơn mới bắt đầu, các bạn biết không, những anh em làm về MMO, Make Money Online cùng với Sơn họ phải làm 6 tháng. Trong vòng 6 tháng liên tiếp đó họ làm mới được 10 đô thôi. Làm được khoảng 10 đô la, tương đương khoảng 200.000 thời điểm hiện tại. Thì họ đăng lên vào cái group mà anh em kiếm tiền online cùng với nhau á, thì chỉ cần một người đăng lên mà kiếm được 10 đô thôi á, thì dân chúng vào comment chúc mừng chắc phải vài trăm người các bạn. Thì mình chia sẻ cho các bạn đó là một cái điều đó là mình nói là một cái điều đó là thời điểm lúc đó kiếm tiền rất khó. Nhưng ngày hôm nay mà xem, các bạn thấy những cái bằng chứng rất là xác thực đúng không ạ? Rất nhiều người bạn mà theo Sơn những cái hướng dẫn chi tiết á, thì mấy cái bạn đó bạn ấy kiếm được 1.000 đô, 2.000 đô, thậm chí 5.000 đô thu nhập. Đó là một việc là hoàn toàn khả thi. Có nhiều người bạn làm được điều đó rất là nhiều rồi. Các bạn nó có thể là tìm hiểu thêm những cái bằng chứng mình hay đăng vào trong cái kênh YouTube của mình là thứ nhất. Thứ hai là mình cũng hay đăng ở trên Facebook cá nhân, và mình cũng có thường xuyên mình đăng tải lên trên Facebook group á, thì các bạn mới thấy được rằng để mình có được thêm cái động lực để các bạn biết rằng cái kiếm tiền online là có thật, và các bạn hoàn toàn có thể là ngồi tại nhà dành ra những cái thời gian nhàn rỗi của bạn và bạn có thể kiếm được tiền về túi của các bạn. Rồi thì cái câu hỏi tiếp theo đó là bây giờ là mình là một người mới bắt đầu thì mình nên xem những video nào và mình bắt đầu từ đâu. Thì hiện tại Sơn đang chia sẻ nhiều đó về lĩnh vực về Affiliate Marketing. Thì bây giờ chúng ta sẽ bóc ra hai cái từ. Đầu tiên đó là Affiliate đúng không ạ? Và thứ hai đó là Marketing. Thì các bạn cần phải có được hai cái kỹ năng này. Affiliate đó là các bạn đang là một người làm tiếp thị liên kết, hay là mình nói cho dễ hiểu đó là các bạn trở thành một người cộng tác viên đó. Ví dụ như bây giờ các bạn làm cộng tác viên cho Tiki, Lazada, AD rồi, bạn giúp họ phân phối được một sản phẩm thì lúc đó bạn sẽ có được cái tiền hoa hồng. Hay là ví dụ như bây giờ bạn đã giúp bên Momo họ phát triển cái app dịch vụ của họ đó, thì bây giờ cứ có người tải về thì bạn được 100k chẳng hạn như vậy. Cũng tương tự như vậy, giả sử bây giờ bạn đã làm một vài những dự án như Tamodo hay là Coinsbit đi, thì khi mà bạn đã giới thiệu người dùng để họ phát triển người dùng lên thì lúc này họ sẽ trả cho các bạn một tiền thu nhập. Thì tại sao họ lại trả cho các bạn điều này? Không, thì thay vì bây giờ họ phải bỏ tiền ra quảng cáo, họ marketing, họ truyền thông trên TV, báo chí, truyền hình, thì bây giờ họ không có dùng tiền đó, mà bây giờ họ với bạn sẽ trở thành đối tác với nhau đó, và họ sẽ trích lại cái tiền đó ngược lại cho các bạn, đúng không ạ? Thì hai bên đều có lợi. Và bây giờ cái ý nghĩa thứ hai của Affiliate Marketing đó là từ marketing đúng không ạ?
Thì bây giờ các bạn phải biết trở thành một người làm marketing. Đó, marketing là gì? Thì bạn nó cần nó phải làm sao đó bạn tạo được một cái traffic lớn. Bạn cần phải tạo ra được số lượng người truy cập hay là bấm vào cái đường link liên kết của các bạn. Thì đó, làm sao đó để các bạn có được cái người dùng số lượng lớn để họ làm trở thành một cái người referral hoặc là họ đăng ký thông qua cái đường link liên kết của bạn, thì đó gọi là affiliate marketing. Thì mình nói như vậy để cho bạn dễ hiểu nhé. Nếu các bạn có thể tìm hiểu cái cách mà Sơn làm marketing trên những cái kênh truyền thông. Nó ví dụ như Sơn xuất hiện trên Facebook như nào, trên YouTube như nào, trên TikTok như nào, một nền tảng mới. Đó, hay là trên Zalo như nào, nếu như bạn có kết bạn với Sơn qua Zalo hoặc là rất là nhiều những kênh khác. Hiện tại mà Sơn ở trên những cái kênh truyền thông á thì rất là nhiều, dường như các bạn search trên kênh nào thì cũng có mặt của Sơn ở trên đó các bạn. Thì đó là marketing. Đó là cái định nghĩa cao hơn rồi. Thì sau này á, bạn cần phải có kỹ năng về digital marketing này, hoặc là Facebook marketing, Facebook Ads này, Google Ads này, YouTube Ads này. Các bạn cần phải biết được cách để chạy quảng cáo. Các bạn biết cách làm sao đó bạn có thể sử dụng là free traffic. Đó thì đó là cái cách để bạn làm marketing và bạn phát triển nó lên. Đúng không ạ? Thì đó là một trong những cái về affiliate marketing, chúng ta bóc ra hai cái từ đó để chúng ta bắt đầu. Thì bây giờ câu hỏi là như vậy thì có lâu để học không? Thì thực sự để hoàn thiện được tất cả cái kỹ năng này, sau đó các bạn nó cần phải rất là nhiều cái thời gian để trải nghiệm. Đó, nhưng nếu như các bạn bám trụ được với cái lĩnh vực này đủ lâu á, thì Sơn tin chắc rằng những người làm về marketing á hay là MMO mà họ kiên trì kiên định á, thì Sơn tin chắc rằng là cái sự giàu có của họ là vô cùng lớn các bạn. Sơn rất biết rất nhiều anh chị em làm trong cái lĩnh vực này, họ kiếm được các vài trăm triệu một tháng, thậm chí vài tỷ một tháng là chuyện rất bình thường các bạn. Đó, nhưng mà tại sao các bạn lại không có biết được họ? Bởi vì thứ nhất là người trong ngành thì mà họ biết thôi. Và thứ hai á thì đa phần á thì họ lại ít chia sẻ. Họ rất là ít chia sẻ, họ rất là ít khi nào mà họ xuất hiện trước công chúng. Thậm chí các bạn có thể là vào trên cái kênh Facebook của họ, các bạn sẽ không thấy họ đăng bài hết. Không, cái avatar của họ nhìn rất là xấu. Và họ cũng không có khi nào mà họ chia sẻ một cái thông tin gì hết, nên bạn dường như bạn không biết được họ. Nhưng thường trong những buổi offline gặp mặt thì Sơn lại gặp được những người như vậy. Sơn trao đổi, Sơn nói chuyện với họ những cái điều như vậy. Nhưng còn tại sao thì Sơn lại hay chia sẻ? Thì thứ nhất là bởi vì vào cái thời điểm mà năm 2016 thì Sơn có học một cái chương trình. Đây là cái chương trình đó, nó có tên là Become the Master. Thì cái thời điểm lúc đó thì mình học chương trình đó là để mình đứng nói chuyện trên sân khấu. Thì thực ra mình không có định học chương trình đó đâu, bởi vì mình nghĩ rằng mình không có tự tin mình nói chuyện trước nhiều người, trước đám đông, trước video. Nhưng khi mà mình học chương trình đó thì mình vô tình mình tìm được một cái lý do, đó là mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của mình và những cái điều hiểu biết của mình tới thật nhiều người khác, nhất là người Việt Nam, không, để làm sao đó để chúng ta cùng nhau giúp đỡ phát triển lên. Và mình cũng biết được rằng là cái người ưu tú thì thường tạo ra những cái người ưu tú xung quanh họ, không, và họ giúp đỡ nhiều người khác. Và lúc đó mình cũng đọc rất là nhiều cuốn sách, thì cái tiêu đề của nó bên trong cuốn sách nó cũng chia sẻ một điều, đó là bạn muốn thực hiện ước mơ của bạn thì bạn phải giúp được cho những người khác thực hiện được ước mơ của họ, thì bạn mới đạt được điều của bạn muốn. Và mình cảm thấy rằng là cái việc là cho đi, cái việc là giúp ích cho xã hội thì đó là một cái việc là quá tuyệt vời, không? Nên mình cần nó phải là phát triển nó rộng hơn, phát triển nó rộng hơn. Bởi vậy lúc đó mình bắt đầu mình làm những video, mình chia sẻ rất là nhiều cái, thì mình không có giấu bất kỳ điều gì hết, dường như đó là cái bên người con trong của mình rồi các bạn. Thậm chí mình chia sẻ một cái điều đó mà mình không có một cái lợi ích gì nhưng mình vẫn thích chia sẻ, và bên trong mình cảm thấy mình rất là khao khát cái việc đó. Đó, thì trong video ngày hôm nay mình chia sẻ mở lòng ra để chúng ta có thể là hiểu về nhau hơn, các bạn có thể hiểu về Sơn hơn đó, và chúng ta có thể là biết về nhau, biết đâu một ngày nào đó chúng ta có thể gặp nhau bên ngoài đời kia, thì các bạn hãy say hi chào Sơn một tiếng, đúng không ạ? Đó là cái điều mà Sơn rất là mong muốn luôn. Đó, thì chúng ta có thể là chúng ta làm việc có online, có trực tuyến, nhưng đằng sau cái video, đằng sau cái màn hình mà các bạn đang xem thì Sơn là con người thật, và Sơn biết được rằng các bạn cũng là con người thật mà, đúng không ạ? Chúng ta đều là người dân, con của người Việt Nam, đúng không ạ? Thì chúng ta cùng nhau giúp đỡ nhau phát triển lên, để làm sao đó một ngày đó khi mà các bạn nó ra thế giới bên ngoài, các bạn tự tin rằng, các bạn nói rằng là tao là người Việt Nam, khi mà người ta hỏi rằng where are you from, không, mày đến từ đâu, thì các bạn tự tin một điều mình khẳng định rằng tao là người đến từ Việt Nam. Đó là một cái điều rất là tự hào. Mỗi khi mà Sơn nói tới điều đó là da gà Sơn nổi lên các bạn. Da gà Sơn nổi lên khi mà Sơn nói về tự tôn dân tộc ấy. Không, đó là cái sự tự tôn dân tộc. Và chúng ta cũng phải có cái sự kiêu hãnh của mình chứ, đúng không các bạn? Không, khi mà chúng ta bước ra thế giới thì chúng ta vẫn là một cái người nào đó mà họ phải trân trọng, đúng không ạ? Đó, thì đó là một vài những cái điều mà Sơn muốn chia sẻ cho các bạn. Và trong quá trình mà chúng ta làm như vậy thì Sơn tin chắc rằng sẽ có những cái khó khăn, những cái thử thách. Đó, thì chúng ta phải vượt ra được cái vùng đó thôi, thì chúng ta mới có thể là đi tới một cái nấc thang mới. Bởi vì các bạn làm bất kỳ công việc nào thì các bạn cũng sẽ có cái khó khăn tương tự thôi.
Chỉ có bây giờ chúng ta đi làm thuê cho ông chủ, sau đó ông giao cho mình công việc gì thì nó mới ít cần phải suy nghĩ, ít cần có cái sự gian nan. Nhưng khi mà các bạn đã tự lập rồi, các bạn đã tự khởi nghiệp rồi thì chắc chắn cái sự gian nan có rất nhiều. Nhưng khi mà các bạn vượt qua đi thì cái thành quả nó sẽ đến với bạn vô cùng xứng đáng. Đúng không ạ? Ok, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Thì các bạn hãy nhớ ủng hộ Sơn bằng một nút like và đăng ký subscribe kênh của Sơn để được nhận những video mới nhất. Trong thời gian gần đây thì Sơn chia sẻ thật với các bạn rằng là Sơn cũng đang có rất là nhiều những dự án mới. Nên bởi vậy nhiều bạn inbox của Sơn qua Facebook này, hay là các bạn đăng bài trong một group này, hay là các bạn gửi qua email Sơn này, hay là các bạn comment vào video này, thì nhiều khi Sơn chia sẻ thật các bạn là Sơn sẽ trả lời rất là chậm. Thì Sơn xin lỗi các bạn điều đó, và Sơn cũng xin nói để cho các bạn có thể là hiểu hơn Sơn, chứ không phải là Sơn chặn hay là Sơn không trả lời các bạn, đúng không ạ? Đôi khi cũng sẽ có những tin nhắn sót đấy, nhưng mà trong thực tâm của Sơn rất là muốn giúp đỡ các bạn để cho các bạn phát triển lên đó, và chúng ta cùng tạo được một cộng đồng ưu tú hơn, để sau này khi mà có một ngày nào đó chúng ta có một cái buổi nào offline thì chúng ta đều là chia sẻ các thành quả, chia sẻ những cái bài học, cái kinh nghiệm, những cái gì mà chúng ta đã thành công được, đúng không ạ các bạn? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.